Kính chào quý vị và các bạn. Sau buổi trưa oi bức, chiều nay một số tỉnh thành ở Bắc Bộ đã có mưa rông. Dự báo mưa sẽ tiếp diễn trong tối và đêm nay ở khu vực Bắc Bộ cũng như tại Thanh Hóa và Nghệ An. Cục bộ có điểm mưa to với lượng mưa có thể vượt trên 50mm. Xu hướng mưa sẽ còn tăng lên trong những ngày đầu tuần tới, bởi sẽ lại xuất hiện tổ hợp gây mưa điển hình. Ở mặt đất là rãnh áp thấp vắt ngang qua Bắc Bộ. Trên cao mực 5.000m hình thành một vùng hội tụ gió sẽ hội tụ mây ẩm gây mưa trong nhiều ngày. Thời gian mưa dồn dập thường sẽ là về đêm. Quý vị và bà con sinh sống ở vùng núi cần hết sức đề phòng với sạt lở đất đá. Thường xuyên quan sát xung quanh nhà. Nếu như thấy các vết nứt, vết lún ngày càng mở rộng ra thì nên di dời sớm. Bên cạnh đó, khi đi ngủ nên lựa chọn vị trí xa với sườn đồi, có thể ngủ ở trên tầng 2 hoặc tầng 3 của ngôi nhà để giảm thiểu thiệt hại khi sạt lở ập đến. Mưa về đêm, còn trưa và chiều mai Bắc Bộ vẫn khá oi bức, nhất là tại thủ đô Hà Nội, Hưng Yên và Ninh Bình, nắng nóng 35 độ C. Các thành phố khác nhiệt độ cũng khá cao, phổ biến trong khoảng từ 32 đến 34 độ C. Với khu vực Trung Bộ, khắp từ thành phố Vinh trở xuống tới Phan Rang Tháp Chàm tiếp diễn nắng nóng diện rộng. Nhiệt độ cao nhất ngày mai các thành phố phổ biến trong khoảng từ 36 đến 37 độ C. Khu vực Tây Nguyên ngày mai trời ít mưa và có nắng nhưng lại không quá nóng. Nhiệt độ cao nhất các thành phố Kon Tum, Pleiku, Buôn Ma Thuột và Gia Nghĩa trong khoảng từ 30 đến 32 độ C. Còn với Nam Bộ sẽ nắng mạnh và nóng hơn hẳn. Hầu khắp khu vực miền Đông, bao gồm thành phố Hồ Chí Minh, sang tới Châu Đốc, Cao Lãnh, Vĩnh Long của miền Tây sẽ có nắng nóng 35-36 độ C. Về chiều tối thì mưa xảy ra ở một vài nơi nhưng với lượng nhỏ và rất nhanh. Trên biển, ngoài khơi huyện đảo Hoàng Sa không mưa, trời có nắng, tầm nhìn xa thoáng trên 10 km, gió không quá cấp 5. Còn với huyện đảo Trường Sa, gió nhẹ, biển êm, trời nắng đẹp và tầm nhìn xa trên 10 km. Và cuối bản tin sẽ là phần dự báo cho các thành phố trên cả nước vào ngày mai.